Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi gửi là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 12 2021. Mình làm video ở Mang Thít Vĩnh Long nha anh em. Ở Mang Thít ở ấp An Hội, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Quay lại chỗ của anh Triều ha. Thì anh kêu bán 3 con bò đực lỡ nha anh em, từ 13 đến 15 tháng. Và một cặp bộ mẹ con pháp kem đực 2 tháng. Và một cặp cái tơ 6 tháng rưỡi. Rất là đẹp bò nha anh em. Đó, cặp cái tơ và bộ mẹ con đực nha anh em. Đó, rồi bộ cặp mẹ con... cặp cái 6 tháng rưỡi nha anh em. Bộ mẹ con đực đó. Rồi mời các anh em theo dõi hết video nha. Đây, thì bò đực lỡ nha anh em. Con này 13 tháng tuổi. Đó, con mẹ là mẹ quýt nha anh em. Đó, bò này cao 1m2 nha anh em. Muốn xem bò thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Triều. Đó, mình lấy thước mình đo luôn cho các anh em cùng xem. Đây, 13 tháng tuổi, cao 1m2 nha anh em. Đó, con mẹ quýt. Đây là con đực lỡ nha, pháp đực lỡ nha, hấp kem được lỡ ha. 13 tháng tuổi đây. Rồi mình sẽ báo giá luôn nha anh em. Con này thì chiều kêu là 28 triệu nha anh em. Đây, con thứ hai con pháp nha, con mẹ là mẹ bô. Con này 15 tháng tuổi nha anh em, con pháp đực nha. Mẹ bô 15 tháng tuổi. Đó, mình đo chiều cao luôn cho các anh em cùng xem. Thì con này cũng 1m2 lẻ luôn rồi, chứ lên luôn nha anh em, 1m2 nha anh em. Đó, thì con này 15 tháng tuổi có giá 1m2 là có giá là 30 triệu nha anh em. Rất là to bò nha, muốn lỡ rồi rất là to. Rồi con này mẹ pháp nha, 13 tháng tuổi. Thì con này chiều cao nó cũng 1m2 luôn nha anh em, đồng trạng hết, 1m2 đều hết. Đó, con này 13 tháng tuổi bằng giá luôn 28 triệu. Ba con bò được lỡ rất là to. 28 28 30. Đó, 30, con này 28 đây. Rồi mình sẽ quay sơ lược lại cho các anh em cùng xem. Đó, đây con này 28 triệu con mẹ pháp nha. Quay vòng bên ngoài luôn cho các anh em xem rõ hơn chú chút. Để nãy quay chối. Rồi mình sẽ báo giá cặp bộ mẹ con pháp đực luôn nha. Giá cũng rất là mềm nha anh em. Một cặp bò cái tơ pháp tơ 6 tháng rưỡi. Đó, mình báo giá sau nha, sẽ quay sau nha anh em. Đó, thì quay lại ba con đực lỡ này cho các anh em cùng xem. Ai muốn mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Triều ở Mang Tân An Hội, Mang Thít, Vĩnh Long. Đó, ba con đực lỡ rất là to. Anh em nào thiện chí muốn mua, muốn xem bò thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Triều. Số điện thoại của anh Triều là 0777 868 180. Đó, còn bộ mẹ con phía sau nghe anh em. Anh em đón theo dõi hết cái video. Đó, con này 28, con này mẹ bô đây. Rất là cao nha, 1m2. 30, con này 28. Đó, quay chi tiết lại nó hơi tối nha anh em. Rồi thì anh em muốn xem bò thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Triều ở Mang Thít, Vĩnh Long nha anh em. Bò giờ rất là giá, rất rất là mềm nha, bò đực lỡ 15 tháng tuổi mà có 30 triệu. Em dỗ khoảng 3-4 tháng nữa thì có vô thịt rồi nha. Rồi mình sẽ tiếp tục quay bộ mẹ con và một cặp cái tơ 6 tháng rưỡi cho các anh em cùng xem mà báo giá luôn nha anh em. Thì cặp cái tơ 6 tháng rưỡi cũng giá cũng rất là mềm nha anh em. Rất là đẹp. Đây,
Thì đây con pháp đực, pháp nghé đực đây. Đó, mới được 2 tháng nha anh em. Đó thì con mẹ mẹ lứa thứ hai. Đây con mẹ kem trắng đây. Mẹ lứa thứ hai nha anh em. Rất là đẹp. Con nghé đực 2 tháng tuổi thì anh Triều kêu là cặp mẹ con này là 44 triệu nghe anh em. Đó. Đó, hai con cái tơ phía ngoài nghe anh em. Đó, rất là cao bò. 6 tháng rưỡi một cặp bên đó đó anh em, quay chi tiết là cặp cái tơ cho các anh em cùng xem. Thì anh Triều kêu là 12 triệu một con. Và một cặp cái tơ đó là 24 triệu nghe anh em. Để mình quay chi tiết lại cho các anh em cùng xem. Thì đây bộ mẹ con nha. 44 triệu nghe được pháp được. Mẹ lứa thứ hai. Đó. Đây cặp cái tơ đây, 6 tháng rưỡi nha. Rất là cao bò. Đó 12 triệu một con, cặp này là 24 nha anh em. Đó anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Triều. Rồi.